Duy Thoàn xin gửi lời chào tới quý khán thính giả của kênh Người dẫn được quay âm. Câu chuyện mà hôm nay Thuận sẽ đọc cho mọi người nghe kể về cuộc hành trình đi chơi rời xa thành phố đô thị để trở về với miền quê sông nước với núi rừng để đắm mình vào thiên nhiên của những cô cậu học trò vừa mới tốt nghiệp. Khi được một người bạn của mình rủ về nhà ông cố để chơi, thì à, tất cả đã rất là hào hứng phấn khởi để chuẩn bị cho cái cuộc hành trình. Có lẽ nó sẽ là một cái kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mỗi người nhưng rồi cuộc hành trình cuộc đi du ngoạn đó lại trở thành một nỗi đau với những con người trong cuộc vậy điều gì đã diễn biến trong câu chuyện này thì mời mọi người sẽ cùng đón hết câu chuyện ngày hôm nay mang tên ngôi nhà bị bỏ quên và khi chúng ta nghe hết cái câu chuyện này suy thuận muốn chúng ta nhớ một điều như sau nhìn qua ánh mắt nụ cười làm sao biết được lòng người cạn sâu và khi bạn hoàn toàn tin tưởng ai đó mà không có bất kỳ sự hoài nghi nào đến cuối cùng bạn sẽ nhận được một trong hai kết quả một người cho cuộc đời hoặc một bài học cho cuộc sống và tại sao thuận lại đề cập tới hai câu nói này thì mọi người hãy nghe hết câu chuyện để từ từ cảm nhận nhé cảm ơn tất cả mọi người chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật tuyệt vời Nhiều thập kỷ trước ở Trung Quốc, một nam nhân nghèo khó phải làm tiểu thư của một thương gia lớn. Hai người họ yêu thương nhau nhưng không muốn đăng hộ đối. Đương nhiên sẽ không được cha của người tiểu thư đó đồng ý. Nếu họ còn sống trên mảnh đất Trung Quốc thì không có cơ hội bên nhau. Hai người họ rủ nhau bỏ trốn. Lành đành trên biển cả tháng trời, cuối cùng họ cũng thấy đất liền. Nơi đây là một mảnh đất vắng người, rất thích hợp cho họ xây dựng hạnh phúc Hai người đó là ông bà cố của thằng bạn thân. Hai đứa rảnh rỗi không có gì làm nên nằm kệ nhau nghe chuyện của ông bà. Nó chợt nhớ ra. Ê, Tú, hai hôm nữa là thi xong rồi. Rủ tụi kia về nhà ông bà cố tao khi xưa để lại chơi đi. Lâu rồi ba má tao không cho về một mình. Có tụi bay chắc được đi đó. Tôi với nó, thằng Bình là bạn chung phòng trọ. Ba má nó ở dưới quê gửi nó lên Sài Gòn ăn học Tao tưởng nãy giờ mày kể tào lao chứ Ngôi nhà đó có thiệt hả mày Nó nhìn tôi Mày điên hả Chuyện ông bà tao Tao sợ mày làm chi Mẹ bà Thật đó con Nhà gỗ to Đẹp Như mấy căn ở Trung Quốc xưa vậy đó Ông cố tao có khiếu làm ăn Qua bên đây 3 năm đã gầy dựng được cơ đồ Tài sản vô kể nha mày Cũng đúng Ở dưới quê Ba má nó rổ nứt vách Ruộng cỏ bay thẳng cánh nhưng bà nó nghiêm khắc Không để nó tiêu xài hoang phí Nên gửi nó học trên đây Mỗi tháng chỉ gửi tiền đủ ăn xài Không dư để ăn chơi Bởi vậy nên có duyên tôi với nó ở chung Tôi bâng qua Mày đủ được tụi kia đi rồi tính Chứ mình tao với mày Lên đó chơi với khỉ hả Ờ để tao rủi tụi kia Rủ tụi con như con kim con ngọc Cả con thúy nữa Càng đông càng vui Tụi thằng An Nhàn Dũng nữa cho đông đông Ê ê Sao mày rủ con gái không vậy mày? Ngại chết, tính làm gì con người ta hả? Mày điên rồi, tao thích con Ngọc mà con Ngọc chơi chung với tụi kia, nên tao rủ tụi kia theo con Ngọc có cớ đi với tao. Nó cười gian manh. Tao cũng tạo cơ hội cho mày với con Nhung. Tôi đỏ mặt. Mày hay quá bình ha. Mai chuyển lên nha mày. Ok ok, tao biết rồi. Mai tính. Giờ ngủ đi, 12 giờ rồi. Nói rồi, hai đứa chìm vào giấc ngủ với kế hoạch nghỉ hè vui vẻ hôm đó ngủ tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ đoàn chúng tôi đến một căn gỗ thật to xung quanh là rèm cửa sổ vải màn đều màu đỏ nhưng khi tiến vào sân bạn bè của tôi cứ biến mất mất dần đến khi chỉ còn mình tôi thì một cánh tay kéo tôi chạy ra khỏi cửa rồi hét lớn chạy nhanh đi không nên ở đây nữa không được đến đây rồi bóng người đó mất hẳn chỉ còn hình ảnh mờ nhạt cùng tiếng hét đau đớn Thằng Bình lay tôi tỉnh dậy Thì ra nằm mơ Tôi kể cho nó nghe Nó lại cười rú lên Mày mong quá hóa điên sao Muốn chinh phục nàng thì cũng từ từ chứ Theo tao mày suy nghĩ về chuyến đi nhiều quá Nên mơ thôi Mau đi đánh răng rửa mặt Hôm nay tiết sinh hoạt cuối cấp Phải chạy chuốt đẹp đẽ Rủ đi chơi thì gái nó mới đi chứ Nói rồi nó phóng ra khỏi phòng tôi Cũng đúng Chắc tôi suy nghĩ về chuyến đi quá nên mơ thôi. Nhà thằng Bình thì có gì đâu. Tôi đánh răng rửa mặt rồi vuốt thêm tí keo. Chụp bức ấp Facebook trước đã. Đâu phải hôm nào cũng chảy chút như vậy đâu ha. Tôi và thằng Bình leo lên chiếc xe tay ga của nó phóng thẳng đến trường. May mắn là được ở chung với nó. Không thì sáng sớm đã phải đạp xe đạp vã mồ hôi. Tiết sinh hoạt diễn ra nhanh chóng. Lớp tôi có đặt thức ăn bên ngoài. Nên sau khi sinh hoạt xong, cả lớp kéo nhau đi ăn thằng bình lân la đến bên bàn con ngọc rủ ngọc ra ngoài nói chuyện tôi đã biết nó đang cư cầm để ngọc đi về nhà nó chơi một lát sau hai đứa nó cùng vào thằng bình thì mặt hớn hở con ngọc mặt đỏ đến tai cũng đỏ hai chỉ trong năm phút mà con ngọc đỏ cỡ đó làm gì không biết thằng bình lại huých vai tôi được rồi đó mày em ngọc đang rủ tụi kia nữa sẽ nhanh thôi Nhìn qua bàn bên kia, tụi con gái nhốn nháo rồi im bật. Riêng chỉ Nhung Ngọc, Kim Thúy là mặt đỏ ửng ngại ngùng nhìn về hướng chúng tôi. Điện thoại thằng Bình rung lên, có tin nhắn là Ngọc với ảnh đại diện dễ thương đội mũ tai thỏ. Tin nhắn ngắn gọn xúc tích nhưng tràn đầy ý nghĩa, làm tôi và thằng Bình không uống cũng say. Ok, tin nhắn chỉ có vậy. Buổi tiệc kết thúc, Do có giáo viên ở đó nên chúng tôi không uống được bao nhiêu, mỗi đứa một lon, ăn no bụng xong lại về. Hôm nay thằng Bình đứng ra trả cho cả lớp. Nó gọi về quê báo với cha mẹ nó. Năm nay nó lại học sinh giỏi, lớp lại muốn liên hoan nhưng không có quỹ lớp. Thế là má nó điện cho cô giáo xác nhận sự việc. Ba phút sau, điện thoại nó rung. Má nó bơm cho nó 5 triệu, tha hổ ăn uống. Nhà có điều kiện có khác, con Ngọc càng hãnh diện vì được thằng Bình nhìn chúng sau khi về nhà thằng bình nhắn tin rủ tụi con trai tụi nó bình thường ở nhà cũng phá hoại nay nghe được lên rừng núi tránh xa kem tệ nạn ba má tụi nó mừng đồng ý ngay ấn định ngày mốt xuất phát ngày mai thu dọn chuẩn bị sáng mốt sẽ đi sớm tôi không quên điện về quê báo cho bà biết tôi sinh ra trong gia đình khá giả nhưng không may cha mẹ tôi đã mất trên đường đi làm ăn xa ông bà nội lại có mình tôi nên dành những gì tốt nhất cho tôi Gia đình tôi không giàu như nhà thằng Bình, nhưng cũng thuộc dạng đủ ăn đủ xài. Alo, bà nội, nội khỏe không ạ? Bên kia là giọng nội tôi trách móc. Thằng ranh con, giờ này mới nhớ tới bà già này hả? Ông nội mày nhắc mày mấy ngày hôm nay đấy, nhưng nội đâu dám gọi sợ mày ôn thi, tổ cha mày chứ. Nội trách mắng nhưng đầy yêu thương. Nội, con gọi là để xin nội cho con đi về quê thằng bạn chung phòng chơi, nhà ở quê có các bạn chung lớp đi nữa. Nội cho con đi nghe. Bà nội ấp úng. Bên kia giọng nói khác là ông nội. Đi đâu? Dạ, ông nội. Con về quê bạn chưa một tuần. Sau tuần đó con sẽ về quê ở với nội hai tháng luôn. Ông nội hử lạnh rồi nói. Ừ, ờ, đi đâu thì đi. Đừng để hai thân già này đi tìm. Nhớ đem theo vật bảo trong người. Tôi vâng dạ rồi hét lên. Con thương ông bà nội nhất trên đời. Bên kia tôi nghe bà nội cười. Tổ cha nó, 18 rồi mà như con nít. Bằng tuổi nó khi xưa là người ta có vợ rồi ông nhỉ? Ông nội gắt lên. Vợ gì mà vợ? Tương lai sự nghiệp chưa có. Vợ con gì ở đây? Rồi cúp máy. Ông bà tôi là vậy. Cứ cãi nhau, nhưng thiếu nhau lại buồn. Không ăn, không uống. Do có uống tí bia, tôi có hơi buồn ngủ. Vừa chập mắt, tôi được gặp má tôi má mất khi tôi còn nhỏ nhưng ký ức về má tôi vẫn nhớ nhưng có hơi mờ nhạt tú ở nhà đi con đừng đi nguy hiểm rồi má tôi biến mất lại giật mình không lẽ cánh tay kéo tôi khỏi căn nhà kia là má nhưng tại sao má lại nói như vậy nhưng không sao tôi có vật bảo của ông cho có thể an toàn nghĩ đến có nhung đi chung chơi đùa nói chuyện tôi lại sướng rơn quên luôn giấc mơ việc về nhà ông bà cố của thằng bình chơi nó giấu ba má nó vì lâu rồi họ không cho nó về đó nữa nó kể trong nhà đó có một căn hầm nếu tìm ra có thể tìm thấy thêm tài sản của ông cố nó nên giấu ba má nó họ mà biết dễ gì cho nó đi ẩn chứa bên trong ngôi nhà một bí mật họ không muốn nó biết chính bản thân họ không dám về nơi đó từ lúc thằng bình rủ đi tôi đã có cảm giác gì ớn lạnh nhưng không rõ cố xua đi nhưng càng sát ngày đi lại càng rõ hơn. Thôi kệ, đi chơi thôi mà, suy nghĩ nhiều chi. Vật bảo ông cho là một viên ngọc màu cam có thể thay đổi màu sắc, còn về nguyên lý để thay đổi màu thì tôi chưa biết, chỉ biết khi có viên ngọc đeo ở cổ, tinh thần tôi tốt hơn, may mắn hơn. Mọi thứ chuẩn bị đã xong xuôi. Sáng hôm đó 4 giờ sáng, tôi, Bình, An, Dũng, Nhàn và tụi con gái lên xe. Nơi chúng tôi đến là căn nhà cổ Căn nhà khiến tôi ám ảnh cả cuộc đời. Xe chạy bon bon trên đường. Do mấy bốn giờ sáng nên tụi nó ngủ lại. Trên xe lúc này chỉ còn tôi và Nhung là thức. Không khí càng lên cao lại càng lạnh. Làm những giọt sương động trên kính xe. Nhung mặc áo khoác to. Tay đưa lên cửa kính nghịch những giọt sương sớm. Cảnh này rất đẹp còn hơn tiên cảnh. Nhung vẻ ngoài thì bình thường. Không được đẹp như ngọc, quyến rũ như kim, nhưng khi nhìn cô ấy tôi lại thấy toát ra vẻ gì đó kiêu sa thánh thiện. Chắc có lẽ tôi thích cô ấy nên mới nghĩ như vậy. Bất chợt Nhung không quay đầu mà nói chuyện. Nhìn đủ chưa tú, người ta con gái mà nhìn dữ vậy. Tôi giật mình, thì ra nhìn nàng say đắm bị nàng phát hiện rồi. Tôi nhìn cảnh thôi, không cố ý nhìn cậu chăm chăm đâu. Nói rồi tôi quay sang cửa xe bên tôi mà nhìn ra ngoài, tránh để Nhung thấy vẻ mặt lúng túng. Bên ngoài có mưa rồi, mưa phùn lắc rắc không đáng ngại. Đột nhiên bác tài thắng cấp, làm mặt tôi đập vào ghế trước đau đớn. Tôi xoa xoa mặt. Chú ơi, thắng gấp vậy gãy răng con hết rồi nè. Tụi kia đang ngủ bị cú thắng cấp làm chúng giật mình, nhốn nháo ngồi dậy, mặt vẫn còn say ngủ. Có chuyện gì vậy bác tài? À, không có gì. Đang chạy hình như có con gì nó phóng ra, làm tôi giật mình. Không biết có tông chúng nó hay không? con mèo rừng hay là nai gì đó không nhìn rõ các cô cậu ở trên xe tôi xuống xem nhé cả bọn không nói gì tôi mở cửa xe bước ra ngoài cùng bác tài có lẽ bác ấy cần giúp đỡ tôi vừa đến chỗ bác tài đứng thì thấy bác ấy đập tay lên nắp xe quái thật rõ ràng thấy tông trúng con gì vậy mà giờ không thấy dấu vết không phải mèo cũng không phải nai vậy là con gì vẻ mặt bác tài có hơi khó chịu vì sáng sớm đã có chuyện Tôi vỗ vai bác. Không sao đâu bác tài. Không tông chúng thứ gì là được rồi. Đường rừng, có thể là con thú nào đó nhanh nhẹn thoát đi rồi. Đi thôi bác. Tôi và bác Tài trở lại xe. Bọn kia nhốn nháo hỏi han nhưng không có gì đành lắc đầu, chấn an bọn nó để tiếp tục hành trình. Hơn 7 giờ sáng, xe ngừng trước cổng một ngôi nhà lớn. Cổng rất to, như cổng của biệt phủ của những người có tiền vậy. Bọn tôi xuống xe vươn vai khởi động. Thằng Bình lại nhét cho bác tài mấy tờ polymer. Tôi thấy bác ấy cười tươi gật đầu lia lịa. Sau khi rời xe đi, thằng Bình đến chỗ bọn tôi. Tôi hỏi nó, chưa trả tiền xe hả mày? Nó cười lớn, mày nghĩ sao vậy? Tao trả đủ lúc tụi mình lên xe rồi. Còn tiền tao mới đưa là bồi dưỡng nhờ ông ấy chuyển mớ thực phẩm tao chuẩn bị sau xe vào cộng sau dùm. Dặn ông ấy tới đúng ngày đúng giờ đức chúng ta thôi. À, không quên báo với mấy bạn một tiếng. Cả bọn nhốn nháo tập trung lại một chỗ. Thằng Bình dõng dạc tuyên bố một điều làm tụi nó hụt hẫng. Thông báo với tụi bay, ở đây sóng đất yếu, tín hiệu lúc có lúc không. Tất nhiên sẽ không sử dụng được mạng. Một tuần này chúng ta sẽ hòa nhập thiên nhiên, xa rời công nghệ. Bọn kia và cả tôi há hốc mồm, đột nhiên bị báo tin dữ. Thời này mà không có điện thoại laptop một tuần, chắc chết mất thôi. Bọn nó lấy điện thoại ra kiểm tra, đúng là chập chờn chắc chỉ gọi điện bình thường không lên mạng được rồi ai nấy chán nản vì quá bất ngờ thằng bình cặp vai chúng tôi an ủi thôi nào tôi muốn tốt cho mọi người thôi ô nhiễm lâu rồi nay ta về với thiên nhiên đi ở đây thú vị lắm đấy cả bọn mệt mỏi vác hành lý vào cổng tôi huých vai thằng bình sao không nói trước mày làm tụi tao khó chịu nói ra rồi tụi bay có chịu về chung với tao không Thôi thì tiền chạm hậu tấu vậy. Tôi thở dài, bước sau chân nó đi vào, vừa mở cánh cổng lớn ra, trước mắt tôi lúc này một căn nhà cổ thật to thật rộng trải dài. Mọi người hay xem phim cổ trang Trung Quốc sẽ thấy, như nhà của quan lại hay vương chúa ngày xưa. Nhưng nó không thu hút tôi vì to lớn. Căn nhà thu hút tôi bởi những tấm rèm màn cửa màu đỏ. Tôi cố lục lại ký ức, đã thấy ngôi nhà này ở đâu? Chợt tôi lạnh sống lưng. Lui về sau mấy bước tôi lắc đầu Không thể nào Không thể nào Mình chưa đến đây bao giờ Sao lại giống giấc mơ như vậy Vậy bạn của tôi có biến mất như trong giấc mơ không Tôi lùi lại Vấp vào thanh chắn cửa dưới đất mà ngồi bạch xuống Nhung thấy vậy chạy lại đỡ tôi Tú Tú sao vậy Không khỏe hả Vào nhà đi Ở đây lạnh chắc Tú chưa thích nghi thôi Tôi nắm chặt tay Nhung Như sợ cô ấy biến mất Nhung, có chuyện gì cứ đi theo tôi. Tôi sẽ bảo vệ cậu nhé. Nhung đụt tay lại. Cậu làm gì vậy? Mặt cô ấy đỏ lên, ngượng ngùng, khóe miệng cười mỉm. Bước vào gian nhà lớn, nơi bọn kia đang mân mê đồ vật trong nhà thằng Bình. Tất cả được làm bằng cỗ, tinh xạo, không chê chỗ nào được. Tôi và Nhung bước vào. Thằng Bình đứng dậy giới thiệu. Đây là nhà của ông bà cố mình để lại. Hàng tuần vẫn thuê người đến dọn dẹp, mọi người cứ thoải mái. Phía sãi phòng bên trái có hơn 10 phòng trống, đầy đủ giường ngủ, bàn ghế. Mọi người cứ tự do chọn phòng riêng hoặc ở chung tùy ý. Bọn con gái xôn xao rồi thống nhất ở chung phòng. Tụi con trai cũng vậy. Thế là chỉ cần hai phòng. Riêng thằng Bình thì đã sắp xếp phòng cho nó trước nên ở hơi xa phòng chúng tôi. Nơi hẻo lánh, ít người qua lại. Thức ăn thằng Bình chuẩn bị được bọn con gái chuẩn bị. Con trai thì trẻ củi, gánh nước rất giống thời xa xưa, quá bận rộn khiến chúng tôi quên đi sự hiện diện của điện thoại laptop trên đời. Trong nhóm con trai, thằng An và Nhàn là anh em ruột sinh đôi, thuộc dạng ít nói nhưng tính vui vẻ, ai nói gì cũng cười. Nên tôi với thằng Bình mới rủ tụi nó đi chung. Thằng Dũng là thằng hoạt bát nhất nên nó có cũng vui. Nhưng lạ, từ lúc về đến đây, thằng Bình khác lắm, vui vẻ hẳn ra, lúc nào cũng cười rồi hay cười một mình nữa chứ, làm tôi có phần hơi sợ. Nhưng không sao, ở chung phòng với nó bao nhiêu năm, đâu thấy nó có gì lạ. Chắc do về được nhà xưa nên nó vui. Tôi gạt phát qua rồi với vẻ làm việc cùng mọi người. Cơm nước xong xuôi, cũng quá giờ chưa. Thằng Bình rủ chúng tôi đi câu cá. Cái hồ gần nhà thôi, bọn con gái rủ mãi không đi. Đành để lại. Năm thằng sách cần câu, lững thững về phía thằng Bình chỉ đúng là có con sông thiệt. Bình phân công cho tôi và anh em thằng An Nhàn đi tìm trùng chỉ. Nó chỉ chúng tôi, run chỉ sống ở dưới mấy tảng đá nhỏ nơi ẩm ướt. Cứ đi vòng vòng sẽ thấy. Nó với thằng Dũng sẽ ở lại cột lại lưỡi câu. Bà đứa vui vẻ xách cái lon nhỏ đi tìm run chỉ. Đi được một vòng chưa được con run nào thì nghe tiếng thét của thằng Bình. À, tụi bay ơi, đâu rồi? Tụi bay ơi. Bà đứa hớt hải chạy đến, thì chỉ thấy thằng Bình trên bờ, ven hồ có vết trượt dài, không thấy thằng Dũng đâu. Tôi hốt hoảng. Dũng nó đâu? Thằng Bình xanh mặt, tay chỉ về phía hồ nước. Nó, nó bị cái con gì kéo xuống rồi, cứu, cứu nó đi. Thằng An nghe vậy, lao xuống mò tìm nhưng đâu thấy xác. Nửa tiếng lặn hụp nhưng vô ích, tại sao lại nhanh như vậy? Thằng Dũng to cao khỏe, không thể vô cớ bị như vậy. Tôi thấy có gì mờ ám, không tìm được thằng dũng bọn tôi hốt hoảng không biết nên làm gì chờ mãi trên bờ vô vọng chúng tôi mất thằng dũng rồi ngày đầu tiên đến đây chúng tôi để mất đứa bạn không ai còn tâm trạng câu cá chạy nhanh về báo tin giữ với tụi con gái nhưng vừa vào đến cổng ngọc đã chạy ra vừa khóc vừa kể một chuyện như sét đánh ngang tai cả đời này tôi không thể tin được tôi vào nhà thì đã nghe ngọc khóc chạy ra ngọc ôm bình bình ơi Thúy, Thúy bị bị đột tử rồi. Như xét đánh ngang tay, bọn tôi không tin vào những gì mình nghe thấy nữa. Vội vàng chạy vào. Thúy, cô gái hiền lành ít nói nhất nhóm, lại chết đột ngột, đang nằm dưới nền đất lạnh kia. Dũng mất tích, Thúy đột tử. Hôm nay là ngày dị không biết nữa, chỉ biết là một màu đen u tối. Móc điện thoại định gọi báo công an thì chả có tín hiệu. Bây giờ phải giải quyết như thế nào? bọn tôi thật sự rất rối trí. Đêm đó, cả nhóm quấy quần bên đống lửa ở sân, cả nhóm không ai nói lời nào. Thằng Bình lên tiếng hỏi về việc Thúy, Ngọc thú thiết trả lời. Mình cũng không biết nữa, không hiểu tại sao lúc vừa mới đến đây, Thúy nó đã muốn về. Vừa vào phòng thì nó lại nói lạnh, rồi nó như bị mất hồn, ra vào thơ thẩn cả buổi. Tôi, Nhung và Kim đang tìm, một ít sách trong phòng thì nghe tiếng đổ vỡ và tiếng hét của Thúy ra đến nơi thì chúng tôi chỉ thấy một bóng đen lướt qua thật nhanh thúy nó có tiền sử bệnh tim khổ có lẽ bị hủ dọa nên đột tử rồi thúy mất không nhắm mắt mắt trợn ngược mình sợ lắm thằng bình sốt sắng hỏi tiếp có thấy rõ bóng đen đó không hay các cậu nhìn nhầm nhung xua tay lắc đầu buồn bã không đâu ba chúng tôi đều thấy nói đến đây nhung khóc lớn làm tim tôi đau thắt. Kim thường ngày hoạt bát, nhưng hôm nay lại im lặng. Tôi nghe được Kim nói thầm thì gì đó. Bị ám rồi, nơi này có quỷ. Nơi này không nên ở lâu. Rồi Kim khóc thét lên, la hét, muốn trở về ngay trong đêm. Không muốn ở nơi quỷ quái này nữa. Ngọc và Nhung ôm Kim mà khóc. Ngày đầu tiên đến nơi xa lạ, họ lại gặp chuyện này. Đến cả tôi còn chưa xác định được việc này đã xảy ra chưa hay chỉ là mơ cả bọn không ai nói gì đến nửa đêm chúng tôi an ủi các cô gái rồi chiếc phòng ra ngủ sáng sẽ tìm đường xuống núi vừa đến phòng chưa kịp đóng cửa tôi lại nghe tiếng hét của nhung ngọc và kim họ động thanh hét lên tôi an nhàn phóng ra khỏi cửa chạy qua phòng bên cạnh dưới đất ba cô gái đang ôm nhau nhắm tịt mắt thằng an khều tôi chỉ lên trần nhà là cái xác của thúy bị treo cổ bằng vải lụa đỏ lưỡi thẻ ra, mắt như sắp rơi ra ngoài. Tôi giật mình, bấu vai thằng An rồi lui lại vài bước. Sao cái xác bên gian bếp lại bị treo lên đây? Ai làm chuyện này? Thằng An và Nhàn bắt ghế, gỡ xác Thúy xuống. Không thể để cô ấy chết cũng không được yên. Tôi tiến đến thẳng phòng bình, gõ cửa. Hai ba lần mới thấy nó mở cửa. Vừa mở cửa tôi đã thấy khuôn mặt xanh ngủ của nó. Vừa ngáp vừa ngoái ngoái mông. Có gì vậy? sao không ngủ đi sáng tao với mày tìm đường xuống núi đó tôi hơi bực mình thúy nó chết rồi mày ngủ ngon như vậy được sao vậy mày muốn tao làm gì nữa khóc như bọn con gái để chúng nó sợ thêm à tao nói rồi sáng tìm cách giải quyết chưa bao giờ nó cắt với tôi như thế có lẽ chuyện hôm nay xảy ra quá nhiều tất cả chúng tôi không ai kiềm chế được tôi thở dài rồi báo với nó việc xác thúy bị treo trên trần nhà nó trực mắt Sao có thể Chúng ta đều ở ngoài sân Ai làm chuyện này Tôi và nó nhìn nhau Hai đứa cùng hướng về căn phòng nơi mọi người đang tập trung Ba đứa con gái ôm nhau thút thít Không tin vào những gì mình nhìn thấy An nhàn cũng bắt đầu lo lắng Vẻ mặt khẩn trương Thằng Bình đến Nhìn sơ qua sự việc rồi nó và An khiêng sắc thúy trở lại gian bếp Nó ra ý kiến Đêm nay Thay phiên nhau canh để ngủ trai gái đều phải canh, mọi hướng đều phải quan sát, chia làm 3 múi giờ. Bây giờ là 9 giờ, tôi và Ngọc sẽ canh đến 12 giờ. Từ 12 giờ đến 3 giờ sẽ là Kim và anh em An Nhàn. Từ 3 giờ đến 6 giờ sẽ là Tú và Nhung. Mọi người đồng ý chứ? Ai cũng không ý kiến. Đống lửa ở sân lại được nhóm lên. Ngọc và Bình sẽ canh ở đây. Bọn tôi kéo nhau đi ngủ. Nhưng đứa nào ngủ được chứ? Hơn một giờ tôi mới lưu thiêu ngủ. Chợt nghe tiếng hét bên tai. Chạy đi, chạy nhanh đi. Nguy hiểm, chạy nhanh đi. Rồi tắt hẳn. Tôi giật mình, mới 1 giờ 20 phút. Nhìn ra khe cửa tôi vẫn thấy thằng Bình và Ngọc ở sân. Ngọc tựa vào vai Bình. Thời khắc này là của họ, tôi không nên xem nữa. leo lên giường ngủ chút, lấy sức canh gác. 6 giờ sáng phải lên đường rồi. Hôm nay là một ngày dài. Đủ thứ mọi chuyện kinh khủng xảy ra, có phải giấc mơ là điểm báo trước sự việc xảy ra? Tôi mân mê chiếc vòng trên cổ. Viên ngọc cam bây giờ không màu cam nữa mà chuyển sang nâu đen. Tôi lại gần ngọn nến trong phòng. Thật sự nó không màu cam nữa rồi. Chả hiểu sao. Thôi kệ. Tôi thao thức đến lúc anh em nhàn an kim tới lượt canh chừng. Thấy đến giờ này mọi người vẫn an toàn nên tôi cũng đi nghỉ. Hơn 4 giờ sáng tôi giật mình tỉnh giấc vì tiếng gọi của Nhung ngoài cửa. Tú ơi! đến giờ canh rồi sao chưa thức mình nhung sợ quá tôi bước nhanh sát cửa là nhung đang đứng co ro trước cửa thời tiết trên núi thật lạnh tôi và nhung bước ra sân nơi đống lửa gần tàn chạy ra phía sau ôm thêm ít củi tôi có nhìn qua xác thúy vẫn còn đó tôi thập phạo nhẹ nhóm bỏ củi vào lửa cháy phừng phừng làm chúng tôi ấm thêm cũng giúp chúng tôi an tâm trong hai giờ nữa nhung quay sang hỏi tôi sau ba giờ là tới lượt canh của hai đứa mình ba đứa kia không gọi mình nhỉ mà cũng chưa thấy bọn nó về phòng tôi bất giác nhớ ra đúng cả ba đứa chưa đứa nào về phòng bởi vậy không ai gọi chúng tôi thay canh gác đầu óc tôi liên tưởng tới những chuyện không nên xảy ra nắm tay nhung chúng tôi đi hết dãy phòng ngủ bên trái và cả bếp vẫn không thấy ai kể cả ngọc đến bây giờ vẫn không thấy lúc này trong căn nhà rộng lớn này chỉ còn hai chúng tôi nhung hoảng sợ bắt đầu thú thít tú ơi nhung không muốn chết đâu tôi ôm cô ấy vỗ về không sao đâu có tú ở đây tú sẽ bảo vệ nhung nhung ngước nhìn tôi vẻ mặt say đắm ngấn lệ tú nhung biết tú thích nhung phải không tôi đỏ mặt không trả lời nhung cũng thích tú nữa chỉ vì con gái nên e ngại không dám nói ra Bây giờ không biết có sống đến sáng không Nên Nhung muốn nói ra lời tận đáy lòng mình Tôi mừng sỡ Ôm cô ấy thật chặt Xếp cô ấy trong vòng tay Để thời gian này ngưng động Để tôi cảm nhận được chút gì đó của tuổi mới lớn Dù biết từ bây giờ đến lúc được rời khỏi đây Tất cả chỉ là mơ hồ nguy hiểm Tôi tháo dây chuyền trên cổ Cả viên ngọc màu cam đeo vào cổ Nhung Tay Nhung mân mê viên ngọc tròn đó Gì vậy Tú? đây là vật gia bảo ông bà nội cho tú nó có thể đem lại may mắn cho nhung tú tin nó có thể bảo vệ nhung đến khi rời khỏi đây nhưng của tú mà nhung không thể nhận tôi nắm tay nhung khẽ gật đầu bây giờ đi tìm thằng bình tìm nó để tìm ba đứa kia không biết chúng kéo nhau đi đâu rồi hay tự ý bỏ xuống núi trước giờ này rất nguy hiểm nhung nhìn tôi gật đầu đồng ý tay đan tay chúng tôi rời căn bếp Sắc Thúy vẫn mở mắt nhìn chúng tôi chằm chằm. Nhưng chúng tôi đâu biết. Gian bếp có kẽ hở. Trong kẽ hở đó có một cặp mắt sắc lạnh đang nhìn, quan sát hai chúng tôi từ đầu. Khi chúng tôi rời đi, ánh mắt khẽ nheo lại, miệng nhếch lên. Ánh mắt u tối đầy ma mị. Đến phòng thằng Bình gõ cửa. Thằng Bình cả Ngọc ra mở cửa. Tôi có hơi ngại khi hai đứa ở chung. Ngọc bước ra, trạng thái say ngủ. Bình thì tỉnh như rồi, Bình, tụi kia thay ca với mày mấy giờ? Bình gãi đầu kiểu nhớ nhớ. Chắc hơn 1 giờ 30. Vì lúc tao với Ngọc Canh nói chuyện nhiều nên không xem đồng hồ. Nhìn lại 1 giờ 30 nên cùng nhau đi gọi tụi nó dậy. Sau đó Ngọc nói trong phòng sợ. Phòng tao sáng hơn nên đưa về phòng tao. Ngọc ngủ trên giường, tao ngủ ở ghế. Ngọc gật gật đầu. Đúng rồi, chúng tôi mỗi người ngủ mỗi chỗ, không có chuyện gì đâu. Tôi ngượng ngùng à thì tôi có nói gì đâu trai gái bên nhau xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ là chuyện bình thường thôi ngọc không cần giải thích mà thằng bình có vẻ hơi khó chịu nó đưa tay lên xem giờ giờ gác trực của mày gọi chúng tao làm gì cả đêm nay chạy qua chạy lại tao không còn tí sức rồi an nhàn kim mất tích rồi cả ngọc và bình há húc mồ sao có thể như vậy tao thấy tụi nó còn nói chuyện rôm rả với nhau nữa sao mất tích kỳ lạ như vậy được Tao không biết Đến giờ Nhung kêu tao dậy Chả thấy đứa nào Thằng Bình đổ ánh mắt lạnh của nó nhìn Nhung Vậy Nhung là người đầu tiên phát hiện bọn nó mất tích Nhung e ngại với ánh mắt rõ xét của thằng Bình Đẩy Nhung ra sau lưng tôi Tôi nói Tao phát hiện trước Nhung chỉ biết khi tao phát giác thôi Mày dẹp ngay cái ánh mắt đó đi Tao chỉ hỏi vậy thôi Mày làm gì căng quá vậy Tao có nói Nhung liên quan đâu Thôi 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 Đủ rồi Đừng có cãi nhau nữa. Ngọc lên tiếng, xua tay cắt đứt dòng suy nghĩ bực dọc trong tôi và thằng Bình. Được rồi, không cãi nhau nữa. Làm đuốc, đi tìm tụi nó. Tìm quanh nhà thôi. Nếu không có, sáng sẽ đi dọc xuống núi tìm. Cả bốn đứa gật đầu, đi lấy dụng cụ làm đuốc. Đi chung với nhau để tìm. Cả đám cùng nhau đi tìm, không đi riêng lẻ, tránh trường hợp mất tích thêm nữa. Tôi nắm tay Nhung, Ngọc ôm tay Bình. Trong căn nhà to lớn này chỉ còn bốn người một người đã lọt xuống hồ không biết sống chết không tìm thấy xác một người đột tử ba người mất tích không thể nghĩ đến chuyện kinh khủng nào xảy ra tiếp tục nguy hiểm đang rình dập tất cả chúng tôi đều là con mồi phía khuôn viên sau nhà thằng bình rộng lớn như vườn thượng uyển hoàng cung thêm cả những hòn đá được xếp trồng cao lên tạo nên kiệt tác tuyệt đẹp nếu là ban ngày còn giữa đêm khuya chỉ toàn bóng tối thì những nơi đó không khác nào chỗ chúng ngủ cho quỷ dữ. Ngọn đuốc chúng tôi làm chỉ đủ soi sáng một khoảng nhỏ, muốn nhìn rõ ở đâu phải tiến lại gần. Đang nắm tay nhau, đột nhiên tay nhung lắc mạnh. Trên tay cô ấy có mang một chiếc chuông nhỏ. Âm thanh chiếc chuông với không khí căng thẳng này làm tôi giật mình. Tôi quay lại nhìn, lúc này khuôn mặt nhung trắng bệch, tay chân bất giác run cầm cập, cơ thể cô ấy lạnh lẽo. Nhung cất tiếng nói ồm ồm. Đi ngay đi, có một con thú ở đây Đi ngay đi Trước khi quá muộn Tôi không hiểu Nhung nói gì Bình nó đứng chơ chơ Ngọc thì bắt đầu thút thít không dám nhìn Nhung Ngọc níu tay Bình Nó bị ma nhập rồi Mình sợ quá Bình nó tiến đến gần Nhung Xách ngược cổ tay cô ấy đứng dậy Nhưng không tài nào xách nổi Một lần, hai lần Thằng Bình mất kiên nhẫn Nghiến răng định đá vào người Nhung Tôi vội chụp chân nó lại Tôi hét lên Mày làm cái gì vậy? Mày điên hả? Bình nó tỏ vẻ bình thường như không có chuyện gì. Nó bị vong nhập, tao giúp nó tỉnh, mày ra đi, tao có cách riêng. Tôi nhìn nó rồi tôi cầm rú lên với nó. Mày né cô ấy ra, cô ấy có chuyện gì tao giết mày. Vì một đứa con gái, bây giờ điên dại mày đòi giết tao. Được, nhào vô. Nó túm lấy áo tôi, đấm vào mặt tôi một phát ngã lăn quay. Ngọc khóc lớn, can ngăn hai đứa tôi nhung vẫn vậy ngồi yên lẩm bẩm chạy nhanh đi quỷ dữ rồi liếc mắt lên nhìn thằng bình ánh mắt đỏ rực tắt hẳn nhung ngã nằm dài trên nền đất lạnh tôi vội đỡ cô ấy dậy dùng nước làm cô ấy tỉnh táo hơn may mắn cô ấy tỉnh lại thấy tôi đang ôm thì giật người đẩy tôi ra tôi bị ngất sao sao nằm đây không ai nói lời nào Tôi đành chấn an cô ấy là cổ mệt nên ngất Không thể nói những chuyện vừa xảy ra Bốn đứa lại loanh quanh sân đi tìm Đến gần khóm trúc thì ngọc hét lên Cô ấy thấy một cánh tay ở khóm trúc Chúng tôi chạy đến kiểm tra Không những một cánh tay Mà sáu cánh tay An nhàn kim đang nằm trong đó Bất động Tôi lao đến đạp đổ những cây trúc yếu ớt kia Thằng Bình giúp một tay lôi ba đứa ra Nhưng tất cả không còn hơi thở không còn sức sống chúng đã chết cả ba đứa không một lý do ngọc quan sát rồi đỏ mặt chỉ vào ba cái xác kim bị anh em nhà này xâm hại rồi tôi nhìn kỹ thì thấy quần áo kim bị bung cúc khóa quần cũng bị kéo xuống tất cả nhìn đúng như đã bị xâm hại đến chết tôi và bình không thể xem cái xác kim bị như thế nào được chúng tôi còn trẻ chưa tiếp xúc ra thịt phụ nữ còn nhung và ngọc chắc chắn không dám đến gần Nhung khóc lớn, khụy gối ôm mặt. Không biết khi nào đến lượt mình đây. Mình sợ lắm. Chết hết rồi. Chết hết rồi. Tôi nắm tay Nhung, xoa xoa lưng cô ấy. Không sao đâu. Tôi ở đây. Tôi sẽ bảo vệ cậu, dù xảy ra chuyện gì. Nhung ôm tôi siết chặt, không nói nên lời. Bình lên tiếng. Tao không biết mọi chuyện đi quá xa như vậy nữa. Chúng ta không liên quan. Cứ để hiện trường như vậy mai xuống núi tìm người giúp và báo công an cả bọn không thể làm gì hơn trở về sân nhóm lửa trở đến sáng ra giữa sân không ai nói gì với ai nhung hỏi bây giờ chúng ta nên làm gì nó nằm ngoài tầm kiểm soát rồi có thể chúng ta sẽ là người tiếp theo an nhàn hãm hiếp kim xong sao lại nằm chung một chỗ mà chết chứ thượng mã phong bình thản nhiên trả lời yếu ớt thiếu kinh nghiệm Tất dễ bị như vậy, lại hấp tấp càng tăng nguy cơ. Có lẽ cả hai đều bị. Nhung và Ngọc đỏ mặt, không ngờ thằng Bình lại có kiến thức về chuyện này. Riêng tôi chưa biết gì về chuyện đó nên không thể phản biện hay nói gì vấn đề đó. Nhưng thật ra lý do đó rất vô lý. Nguy cơ xảy ra chỉ 10%. Thôi thì sáng tìm được người giúp gọi công an rồi tính sau. Cũng hơn 5 giờ sáng, sương sớm bắt đầu lạnh, đọng trên những chiếc lá. Cảnh vật xung quanh mờ mờ sáng, tất cả như một bức tranh rừng núi. Phù hợp với những ai đã mệt mỏi với cuộc sống thành thị quay về đây tìm giây phút yên bình. Nhưng đâu ai biết, ẩn sau vẻ thanh nhã này là nguy hiểm đang rình dập chúng tôi. Trên sân lửa cũng tàn, Nhung ngủ gật trên vai tôi đã tỉnh. Lên đường thôi, chuẩn bị nhu yếu phẩm. Nhung và Ngọc chuẩn bị ít thức ăn, ta ăn sáng, đem theo một ít cơm nắm, ít nước phòng bị trường hợp mệt và đói. Ừ, mày theo tao, ra sau vườn xem những cái xác như thế nào, đắp chiếu cho tụi nó. Không thể để nó trơ trọi như vậy được. Ngọc và Nhung hơi e ngại vì xác thúy còn trong bếp. Hai cô nàng không dám vào bếp, sợ bắt gặp ánh mắt chừng chừng đó. Tôi và thằng Bình phải vào bếp đem rau củ thịt gạo ra sân, chất ba hòn đá lại làm bếp tạm. Chúng tôi ai cũng đều mệt mỏi, nhưng phải cố gắng. Những giây phút này, lơ là, đồng nghĩa với buông xuôi. Còn hơn 4 ngày nữa chú tài xế mới quay lại, tín hiệu trên đây thì lúc có lúc không, không thể liên lạc với bên ngoài, không biết ông bà tôi lo lắng như thế nào. Nghĩ về ông bà rồi nhìn thấy Nhung, tôi tự nhủ, cố gắng mạnh mẽ để vượt qua thử thách kinh khủng này. Hơn 7 giờ, tất cả thu xếp xong, tôi và thằng Bình đã đắp chiếu che chắn cẩn thận những cái xác, nhưng không động vào xác nữa, tránh tình trạng phá vỡ hiện trường. Ngọc và Nhung cũng chuẩn bị xong thức ăn một ít rau củ xào, ít thịt kho mặn, ăn với cháo trắng. Buổi sáng như vậy là quá đầy đủ, nhưng không ai thấy ngon miệng, chỉ cố nuốt để có sức lên đường. Hôm nay sương dày đặc, trời âm u như sắp có mưa. Chuẩn bị đồ đạc xong thì một cơn mưa thật lớn chút xuống. Cả bốn đứa đứng giữa nhà nhìn ra sân tuyệt vọng như ông trời muốn triệt đường sống. Dù trời có hết mưa, nhưng với địa hình cao như vậy, đi bộ xuống núi dễ trơn trượt bây giờ chỉ biết trách ông bà thằng bình sao lại chọn nơi cao hẻo lánh để làm nhà chứ bình lúc đầu mày nói nhà mày có thuê người một hai hôm sẽ đến dọn dẹp đúng không sao hai hôm rồi không thấy bình thở dài tao cũng không biết nữa đáng lý ra là hôm qua cô ấy đến rồi nhà bà ấy ở dưới chân núi đấy mãi hôm nay chắc mưa không lên chắc mai sẽ lên đấy một cơn gió lạnh cuốn theo một chút nước mưa tạt vào làm chúng tôi lạnh cóng mưa cũng còn giả xích nhưng không nặng hạt nữa. Nhung đề nghị. Để chúng tôi nhóm ít lửa, nấu ấm trà nhé. Lạnh quá. Tôi gật đầu lê lịa. Ngay bên cạnh bếp có giếng nước. Hôm qua đến giờ toàn sử dụng nước ở đó. Tôi hắt xỉ vài cái, định đứng dậy đi xách nước lên. Nhung ngăn tôi lại. Ở đây đi, chắc bị cảm rồi. Để tôi với Ngọc đi cho. Xách ít đủ nấu một ấm, không nặng đâu. Tôi rụi rụi mũi, ngăn dòng chất lỏng trong mũi chảy ra rồi khẽ gật đầu. Nhung và Ngọc dắt tay nhau ra sau bếp. Tôi định hỏi thằng Bình thêm về địa hình ở đây. Nhưng nghe tiếng Nhung hét lên, tôi và thằng Bình đứng dậy chạy ra sau, nơi Nhung và Ngọc đang ở miệng giếng. Họ ôm nhau, mắt nhắm nghiền, tay chỉ chỉ về cái giếng. Tôi tiến đến nhìn xuống. Bên dưới, một xác người nổi lành phềnh, da thịt căng lên, chắc ngâm nước hai ba ngày, hôm nay nổi lên chưa nghĩ đến cái xác đó là ai. Nhưng nhớ lại từ hôm qua đến giờ chúng tôi sử dụng giếng nước này để uống, để nấu thức ăn. Cả bọn nhìn nhau rồi mỗi đứa một góc, móc họng, móc cổ, nôn ẹ. Không ngờ từ khi chúng tôi đến đây tất cả nước sử dụng, ăn uống, tắm rửa đều được ngâm với xác người. Điểm danh lại thì không có ai mất nữa. Vậy xác của ai? Không thể để mãi như vậy được, thịt sẽ rã, lúc đó mùi càng kinh khủng hơn bàn tính một hồi thằng bình quyết định vớt xác nhưng làm sao để vớt được ngọc nảy ra một ý chúng ta cột một người vào dây thừng nối với bánh quay của xô nước thả xuống giếng người nào xuống sẽ bám vào dây sau đó buộc một sợi dây khác vào cái xác sau đó tất cả cùng kéo lên nhung lắc đầu như vậy cái xác cọ vào thành giếng đôi tay hoặc chân ra thì chết mất tôi chấn an nhung không sao đâu chúng ta sẽ cẩn thận nhung nhìn tôi bằng ánh mắt tin tưởng thằng bình to cao khỏe mạnh hơn so với vóc dáng ốm đói của tôi tất nhiên tôi sẽ là người xuống giếng sợi dây được cột ngang hông tôi bỏ từ từ cố bám vào thành giếng đẩy rong rêu càng xuống gần tôi càng cảm giác được mùi hôi của cái sắc ngâm nước mùi cá xịn như thế nào thì mùi cái sắc các bạn cứ nhân lên một trăm lần rồi sẽ mở tượng ra được cả đời tôi chưa từng nghĩ sẽ làm cái việc ngu ngốc này cái việc có thể làm tôi ám ảnh cả phần đời còn lại, nhưng đâu chắc được, tôi sẽ sống tiếp với những gì kinh khủng đã trải qua. Tôi chỉ đang cố gắng sinh tồn để trở về nhà, nơi có hai người đang mong mỏi. Tôi cố gắng vượt qua cũng để bảo vệ người con gái tôi thương yêu. Cái xác được buộc lại chắc chắn, tôi giật giật dây, phía trên họ đang kéo tôi lên, gần lên đến miệng giếng, sợi dây như giải ra, giải ra rồi đứt hẳn. Ký ức để lại tôi chỉ nghe tiếng hét của Nhung khuôn mặt của nhung bám vào thành giếng cố với tay để nắm lấy tôi nhưng không thể trong cơn mê tôi cảm thấy mình ở nơi nào đó rất xa tôi lạc vào một làng quê hẻo lánh tất cả chỉ như bức tranh màu tối không sức sống kể cả cây cối tôi cũng không thấy được màu xanh tôi cứ đi mãi đi mãi bất chợt đi đến một ngôi nhà theo trí nhớ của tôi ngôi nhà ngói cũ kỹ những đặng chét xào xạc có tiếng người gọi tôi nhưng không nhìn rõ mặt như tiếng của Nhung. Tú, Tú ơi, theo tôi, đến đây đi. Trong vô thức tôi chậm rãi bước từng bước. Khi tôi sắp nắm được bàn tay đó thì có một người ôm chậm tôi lại rồi hét lên. Không được chạm vào, chạy nhanh đi, nơi này không phải của con, nhanh đi. Tiếng nói làm tôi giật mình lôi lại. Tôi cố gắng nhìn xung quanh tìm lối thoát, nhưng những dặn che hiền hòa kia đã che hết lối đi. Đang lúng túng thì tiếng người phụ nữ ấy nói vọng ra Nhưng nghe như đang bị thứ gì đó kiềm cạp Không thể nói lưu loát Tú chạy bên phải Nơi giữa hai rặng tre có lối nhỏ Nơi đó là lối thoát duy nhất Nhanh đi con Tôi đảo mắt Thật sự có một lối nhỏ Ánh sáng yếu ớt từ đó phát ra Tôi ba chân bốn cẳng chạy đến đó Sau đó không thấy gì nữa Toàn thân tôi chỉ thấy lạnh ướt Tôi mở mắt ra Là mơ Chỉ là mơ thôi tôi bất tỉnh nằm trên cái xác dưới giếng sợi dây cột ngang hông tôi đã đứt hoàn toàn tôi la khản cổ cầu cứu nhưng tất cả dường như im lặng với tôi nhung bình ngọc họ đâu sao để tôi rơi vào tình huống này tôi cố gắng bám vào thành giếng với hy vọng mong manh là có thể leo lên được nhưng vô vọng rêu bao phủ bề mặt tôi bám vào đến chảy máu mười đầu móng tay nhưng cũng không thể nào bám được tôi khóc khóc trong sự bất lực tôi hét lên rồi nhắm mắt chấp nhận số phận. Nhưng không, số tôi chưa đến số chết. Một sợi dây được đưa xuống giếng. Tôi không thể tin vào mắt mình. Người mà tôi nghĩ kiếp này không gặp được nữa. Giọng nói từ trên vọng xuống. Lên đi, tôi cần cậu. Được lôi khỏi cái chết, tôi vẫn không tin được điều này. Khi tôi chấp nhận số phận thì có người kéo tôi khỏi bóng tối ấy. Mắt mở chân chân nhìn người trước mặt. Cảm xúc vỡ òa. Nhìn ghê vậy, bây giờ không phải giây phút nhìn những người còn lại đang gặp nguy hiểm tôi gật đầu lê lịa sao cậu quay về được dũng cười cay đắng tất cả do đứa bạn quý hóa của chúng ta bình tôi giật mình sao liên quan đến bình dũng xua tay không muốn nhắc lại bây giờ còn được bao nhiêu người dũng hỏi tôi như biết chắc thời gian cậu ấy mất tích sẽ xảy ra chuyện tôi ấp úng chỉ còn tôi nhung ngọc dũng lắc đầu rồi vén quần dài lên tận bắp đùi cho tôi xem Một vết rách dài trước lành hẳn Do lúc nãy dùng sức kéo tôi lên Bây giờ vết thương đang bị máu Hôm trước tôi bị bình đẩy xuống Trong lúc chối với tôi cảm nhận như ai đó kéo mình đi Khi tỉnh lại thì thấy ở trên bờ Nhưng trời đã tối Chân là lúc rơi xuống hồ bị cành cây hay vật gì đó cứ qua Tôi nghĩ là vậy Không ngờ khi trở về thì mọi chuyện đi quá xa rồi Tôi vẫn chưa hiểu tại sao bình làm như vậy Dũng thở dài. Lúc các cậu đi khỏi, Bình liên tục hỏi tôi là có tình cảm với Ngọc phải không? Tôi gật đầu, rồi cậu ấy đột nhiên nổi giận đùng đùng, đòi cạnh tranh công bằng. Tôi và Ngọc thích nhau từ lúc học lớp 11, nhưng Bình xen vào. Ngọc bị vẽ hào nháo, nhiều tiền của Bình chinh phục, bị phân tâm giữa tình cảm và danh lợi. Ngọc vẫn chưa đồng ý lời ngọ của Bình. Tôi đâu ngờ cậu ta vì chuyện này mà hại tôi. Dũng vừa kể, ánh mắt vừa buồn bã. Vậy còn những người khác, Sao họ lại chết? Dũng lắc đầu. Tôi không biết, nhưng cậu nhớ lại xem, trước khi đi, nó có nói gì đặc biệt với cậu không? Tôi miền man gái đầu bứt tay, nhớ lại những ngày trước khi lên đường. Chỉ nhớ những khoảnh khắc vui vẻ, không nhớ gì thêm. Thôi, từ từ nhớ, đi tìm Nhung Ngọc thôi. Dũng khoác vai tôi vỗ vỗ rồi cùng nhau lục tung các phòng kiếm người, nhưng kết quả vô vọng. Làng thang xung quanh nhà, bất chợt Dũng ngừng lại. Theo hướng tay của dũng chỉ tôi thấy một căn phòng Phía sau rặng tre to sau vườn Hôm qua trời tối Không nhìn rõ Cũng vì xảy ra quá nhiều chuyện nên không để ý Cánh cửa được khóa ngoài cẩn thận Tôi và Dũng do sự Nhưng cuối cùng cũng lấy đá đập ổ khóa Hơn 20 phút ổ khóa cũng chịu rơi ra Một căn phòng tăm tối ẩm mốc Như lâu ngày không người ra vào quét dọn Lấy điện thoại mở đèn pin Dò dẫm từng bước Thì ra là phòng sách có giường ngủ, bàn ghế đầy đủ nhưng sách rất nhiều. Bước đến bàn cỗ, đọi vào thì thấy bàn này như có người đã chạm vào không lâu, có những dấu tay ngắn dài. Lục tung các học bàn, tôi và Dũng phát hiện một quyển sách kiểu xưa, không đóng bụi, chứng tỏ có người đã đọc. Mở ra thì toàn chữ lạ, Dũng cầm lấy. Tiếng Trung, cậu biết không? Tôi lắc đầu, lúc trước thằng Bình có rủ đi học mà lười không đi. Đúng rồi, tôi nhớ ra, tôi reo lên dũng tôi nhớ rồi nó nó kho báu dũng lay lay tôi kho báu là gì bất chợt tôi nghe tiếng chân người đi tới để quyển sách lại vị trí cũ lôi dũng vào gầm giường tiếng cửa được mở kéo kẹt tim tôi như muốn nhảy ra ngoài tôi thở mạnh dũng bụng miệng tôi lại không để phát ra tiếng nói một tiếng nói quen thuộc được thốt ra cậu tính giải quyết thế nào Có chắc con Nhung còn trinh không Hay bị thằng Tú rơi rồi Tôi nghỉ lắm Tụi nó mùi mẫn lắm Muốn biết nó còn trinh không Phải thử chứ Là giọng nói và nụ cười khốn nạn của thằng Bình Đứa bạn thân mà tôi ở chung phòng mấy năm nay Ngọc đấm vào vai thằng Bình bông bốc Thấy nó sinh rồi muốn thay lòng đổi xạ đúng không Cậu nên nhớ những gì đã hứa Mọi chuyện lộ ra là xong đời nhé Bình tiến đến hôn vào bờ môi các mọng của Ngọc, tay mân mê khắp cơ thể. Ngọc đáp trả hôn nồng nhiệt, bất chợt Bình đẩy ra, gằn giọng. Hôn chuẩn thế, vậy cậu với thằng Dũng đã ấy rồi chứ? Ngọc đỏ mặt tức giận. Đã nói từ đầu vẫn không tin sao? Thật sự chưa có gì, không tin bây giờ chúng ta test đi. Nói rồi Ngọc tuột dần dây áo, để lộ bờ vai trắng nón nà mơn mợn. Tôi thấy ánh mắt thằng Bình long lên, như muốn nhai nuốt bờ vai ấy nhưng đột nhiên bình ôm chầm lấy ngọc hít thở sâu cố kiềm nén con thú trong người được rồi mình tin để khi khác đi mau tìm lại quyển sách mình muốn tham khảo một xíu ngọc tiến đến ngăn bàn lấy quyển sổ cũ đó ra mà xem nhưng chả hiểu gì nó là quyển sách và tôi và Dũng vừa mới xem Nè, cậu đọc được sao? Bình gật gù Đã học 2 năm, sao không biết được chứ? Tớ đi học thêm ngoại ngữ cũng vì lý do này. Khi nghe thằng Bình nói với Ngọc, tôi mới nhớ. Thời gian đó Bình nó hay thức khuya ôm điện thoại. Có hôm sáng ra nó nhảy múa tung tăng, có hôm lại ủ sũ. Hỏi thì không nói. Nó thông minh nhưng tính lười. Đột nhiên lại rủ học thêm ngoại ngữ. Không ngờ, vì mục đích tìm lại gia sản ông cố nó cất kỹ chưa chuyển lại. Khối tài sản đó nằm đâu đó trong căn nhà rộng lớn này. Đây rồi, Bình đọc sơ qua, đóng sổ lại, rồi cười vẻ đắc ý. Là sao? Kho báo ở đâu? Bình ghé sát vào tay Ngọc thầm thì. Tôi và Dũng có rướn người, nhưng không thể nào nghe được. Hai người bọn họ cười với nhau, cất quyền sổ lại chỗ cũ rồi bước ra ngoài. Chờ tiếng bước chân đi xa, tôi và Dũng mới bỏ ra khỏi đó, thở phào vì chưa bị phát hiện. Bọn nó mưu tính điều gì? Dũng hỏi tôi, tôi lắc đầu chán nản. Bây giờ muốn biết chỉ có cách dịch được những chữ trong cuốn sổ kia. Tôi chợt nảy ra ý định rồi kéo tay Dũng ra khỏi phòng đó. Chạy ra khỏi cổng lớn phía sau lưng. Ba cặp mắt đang theo dõi chúng tôi. Trong số đó miệng khép cười rồi gật đầu. Tôi và Dũng chạy ra khỏi cánh cửa lớn. Tôi nhắm về hướng khu đường phía sau mà chạy. Tú, đi đâu vậy? Kéo mạnh vậy? Chạy lên chỗ cao. Tôi trả lời ngắn gọn, nhưng thằng Dũng như đã hiểu dắt nó đến cái cổ thụ gần hồ nước hôm đi câu cá. Trong lúc đi tìm run đất để ý thấy cái cây này to, nhánh lại to, chắc dễ leo lên cao. Chỉ để tâm chứ không ngờ hôm nay lại tận dụng được nó. Bây giờ ai leo lên? Dũng hỏi tôi. Cả hai, điện thoại có dung lượng 4G chứ? Có. Từ hôm lên đây đến giờ có được xài đâu mà không còn cơ chứ? Được rồi. Leo lên điện thoại ai bắt được sóng thì có thể vào Google dịch như vậy mới có thể hiểu những chữ trong quyển sổ À Có cầm quyển sổ theo không Có chứ Vừa chui ra khỏi đó tôi có vớ được nó Vừa nói Dũng vừa lôi quyển sổ trong áo ra Mà biết xài Google dịch tiếng Trung không đó Không phải như tiếng Anh đâu nha Tôi gãi gãi đầu Cũng chưa tin bản thân mình lắm Được Lúc trước có xem thằng Bình sử dụng cũng không khó lắm Thôi leo lên đi rồi tính tiếp Hơn 20 phút sau Tôi và Dũng Mỗi đứa một nhánh cây to lôi điện thoại sắp kiểm tra. Sau một hồi tra cứu, kết quả trả về làm tôi hơi khó hiểu. Thần giữ của. Cách giải thần giữ của. Lần đầu tiên trong đời tôi biết đến từ đó. Cậu biết không Dũng? Tôi từng nghe rồi nhưng không rõ. Nhưng hậu quả nếu lấy tài sản được thần giữ của canh giữ sẽ rất khốn khổ. Còn cách giải thì tôi không rảnh. Chuyện nghe từ lúc nhỏ, không có nhớ nhiều. Vậy thằng Bình có liên quan đến kho báu? Nó muốn giải thoát thần giữ của để lấy tài sản. Tôi và Dũng cùng nhau gật đầu. Thần giữ của theo như hiểu biết là vong hồn của một trinh nữ được chôn theo tài sản để gìn giữ đời đời kiếp kiếp. Chỉ khi nào con cháu hay người được truyền đến biết cách giải thoát thần giữ của đi, thì lúc đó tài sản sẽ thuộc về người đó. Theo một câu chuyện có thật thời phong kiến xưa, một phú hộ tuổi đã cao, nhưng chỉ có duy nhất một đứa con trai khu khờ ngốc nghếch Ông ta đã âm thầm ra bên ngoài có vợ lẽ, sinh ra một đứa con khác, nhưng nó còn quá nhỏ. Ông ta biết sức mình sắp cạn nên qua làng bên tìm một cô gái, lấy danh nghĩa cưới vợ cho đứa con khủ khờ để nuôi dưỡng cô gái đó, và chắc chắn cô ấy còn trong trắng. Ba tháng sau khi ông ta cưới vợ cho con trai, ông ta chôn sống cô gái ấy cùng số vàng bạc ông ta để lại, cùng một lời nguyện. Sau khi đứa con riêng của ông ta đến chỉ cần ba giọt máu cùng câu chú gì đó để phá giải lời nguyện. Đó là thần dữ của Việt Nam. Còn ở Trung Quốc, thuật luyện và giải thần có lẽ sẽ khác biệt. Tất cả nằm trong cuốn sổ tôi cầm trên tay. Dịch thêm một đoạn nữa, lên mạng tìm thêm thông tin. Tay tôi run run. Tất cả trong cuốn sổ tôi đã hiểu đôi chút. Trong cuốn sổ có gợi ý địa điểm kho báu để lại. Nhưng khoan, nhà thằng Bình đâu có nghèo. Tại sao nó phải tìm ra kho báu gia truyền này? nếu khi xưa ông bà cố nó muốn chuyển lại cho con cháu thì đã chuyển hết rồi chắc chắn có gì đó họ không muốn bị xâm phạm tôi gật cù trước lý giải của súng. nó nói đúng câu chuyện càng ngày càng khiến tôi khó hiểu nhất là thằng bình nó thay đổi khi nào tôi không hề hay biết chỉ lâu lâu thấy ánh mắt nó long lên khác thường ánh mắt đó có thể là xã tâm đang được nuôi dưỡng không quên gọi báo bình an cho ông bà nội một tiếng dẫu rằng không biết có bình an thật sự không nhưng vẫn không thể để họ lo lắng được. Alo, Tú hả? Dạ, con nè nội. À, con gọi báo để nội khỏi trông. Ở đây không có sóng mấy hôm nay con không gọi về được. Được rồi, lớn rồi. Nhớ biết tự chăm sóc bản thân nghe con. Để nội đi nói với ông bay. Hôm qua gọi không được, ông đi ra đi vào thao thức cả đêm. Nói để ông ấy an tâm. Dạ, vậy hôm nữa là con sẽ về. Về thẳng nhà. Nội nhớ chuẩn bị cải chua khô bò nhé lâu rồi con không ăn, thèm quá. Cha bây, nội ngâm cả lu rồi đây, cho bây ăn hết mấy tháng hè, khô bò nội cũng làm rồi, lẹ lẹ mà về. Dạ. Khóe mắt tôi cay cay, nghẹn ở cổ không nói được gì nhiều, chỉ báo bình an rồi bảo nội đi ngủ sớm. Tôi định hỏi nội về thần giữ của nhưng sợ bị lộ, nội lo, suy đi tính lại vẫn nên im lặng. Trên đời này tôi còn quá nhiều mối bận tâm, không dễ dàng buông xuôi được có nên gọi báo công an không? Dũng hỏi tôi câu này làm tôi hơi bất ngờ. Đúng là chuyện này có liên quan đến mạng người, nhưng sao tôi chưa chấp nhận được sự thật? Thằng Bình nó thay đổi quá nhiều, tôi cần thêm thời gian. Hôm nay tới đây thôi, đợi chúng ta tìm ra chân tướng rồi hãy gọi công an vào cuộc. Bây giờ không khéo, thằng Bình trở mặt kéo chúng ta vào tội này khó mà rửa sạch. Những người biết và chứng kiến chết và bị bắt hết rồi. Nhắc đến những người bị bắt, tim tôi chợt đau nhói, Người con gái tôi thương bây giờ không biết sống chết ra sao, là tôi vô dụng. Sau một lúc mỏ mẫm từng chữ, tôi và thằng Dũng cũng đã hiểu đôi chút về cuốn sổ đó. Cần máu qua hai cô gái còn trinh và nước mắt lúc họ tuyệt vọng nhất, hòa trộn với nhau, tưới ở nơi chôn của cải. Thần giữ của cũ sẽ được giải thoát, thay vào đó, hai linh hồn của cô gái xấu số kia sẽ bị giam cầm nơi đó mãi mãi, không được siêu thoát, đời đời kiếp kiếp làm cô hồn dạ quỷ trốn nhân gian. Dũng lắp bắp. Có, có thật không? Tôi suy nghĩ những chuyện xảy ra mấy hôm nay. Tôi tin chuyện này đang diễn ra thật. Có. Trả lời ngắn gọn nhưng đủ để biết những điều kinh khủng sắp xảy ra với Nhung và cả Ngọc. Người cấu kết với Bình tạo ra những chuyện này. Ngọc không thánh thiện như vẻ bề ngoài. Dù chỉ là học sinh cấp 3 nhưng đã có bản tính ham giàu, thích mua sắm không trả tiền, thích những thứ xa xỉ luôn tạo cho mình vỏ bọc ngây thơ chưa trải sự đời, làm cho những thanh niên mới lớn sao động. Lúc này trong căn phòng tối, trước mặt Bình là một cánh cửa bằng đá, không thể nào dịch chuyển được. Bình bỏ ra ngoài, đi theo hướng lên núi. Điện thoại Bình reo lên, tiếng chuông làm sao động vẻ yên tĩnh của rừng già, làm cho hai người trên cây cao gần đó giật mình tắt màn hình điện thoại, yên lặng. Alo, kiếm cái chi hoài vậy? Đã nói là khi tao về tao sẽ trả đủ. Có ba tỷ mà mày làm gì cái vậy? Xong chuyến này ta về, tha hồ mà phiêu nhé. Hôm nay có kèo nào không? À à, kèo dưới 300 củ nhé. Vui thôi, hai hôm nữa tao có mặt, trả mày cả vốn lẫn lãi. Ok, bye. Tôi há hốc mồm khi nghe thằng Bình nói chuyện. Nó nợ 3 tỷ, chơi bời, phiêu. Nào giờ ở chung phòng thầm khen ngợi cách nuôi dạy con của ba má nó. Thầm ngưỡng mộ nó nhà giàu nhưng không đổ đốn. Đầu ngờ, nó giả tạo. Bà má nó hay gọi cho tôi hỏi tình hình nó sống như thế nào, học hành ra sao. Có lẽ như vậy nó mới giấu tôi. Tôi vô tình làm lá chắn cho nó. Tôi sai, sai ngay từ đầu. Giờ làm sao? Bằng mọi cách ngăn nó lại. Không thể để chuyện này xảy ra. Nhìn đồng hồ cũng hơn 8 giờ tối. Còn hơn 4 tiếng nữa mới đến giờ giải thoát thần sứ của. Ngọc, thả tôi ra đi. Sao hai người lại nhốt tôi? Hai người hại tú chết thảm rồi. Ngọc liếc mắt nhìn Nhung. Mày thì biết gì, kể cả Bình giờ cũng để ý mày. Mày chống mắt lên xem, xong đại sự tao xử mày thế nào. <laughs> mày thích kết cục nào, đứng tim chết như con Thúy, hay bị hiếp dâm đến chết như con Kim. Mắt Nhung lòng lên oán hận. Ngọc liên quan đến chuyện này. <laughs> Chứ mày nghĩ là ai? Tao hủ tí xíu mà con Thúy lăn ra chết mẹ rồi. Chả có đéo gì vui. Còn con Kim. <laughs> chống đối tao à? Có ý định đoạt mất kho báu sống của tao à? Kho báu sống? Bình? Đúng. Kho báu sống của tao đấy. Mà con kim cũng không trách tao được. Tao thấy anh em thằng An Nhàn mê mệt nó. Tao cho có tí thuốc kích sụp vào nước uống mà ba đứa chết. <laughs> không trách tao được. Trách tụi nó quá yếu. Nhung nghe đến đây khóc lớn. Khóc thật sự. Vì đố kỵ ghen tuông tiền tài con người ta sẵn sàng hãm hại nhau. Ngọc tiến đến, túm lấy tóc Nhung giật mạnh ra phía sau. Kẻ sát làn ra mặt mỏng manh của Nhung, Ngọc thì thầm. Khóc cái gì? Nín đi. Sắp đến mày rồi. Mày đẹp hơn con kim, mày sẽ thảm hơn nó. Nín đi. Tất cả cuộc nói chuyện giữa hai cô gái, tất cả được Bình nghe thấy khi quay về. Bình cười lạnh rồi bước vào như không có chuyện gì tôi và dũng theo gợi ý trong cuốn sổ tìm được căn phòng nhỏ phía trong căn phòng có một cánh cửa bằng đá chẳng thấy gì tôi và dũng lay hoay mãi cũng không đẩy được cửa tú xem này có chỗ lõm hình vuông nhìn xung quanh không có vật gì phù hợp nhìn đến cuốn sổ trên tay dũng tôi giật lấy để vào chỗ đó vừa in tôi dùng sức ấn mạnh cánh cửa đột nhiên xoay chuyển từ từ mở ra sau cánh cổng ấy ba con người nhìn tôi tôi thấy nhung khóc thấy bình cười thấy Ngọc hoàng hốt. Ba người, ba sắc thái, giữa tôi và ba người họ cách nhau một lớp kính dày. Bình bước đến vỗ tay. Chúc mừng, mày đã tìm ra. Nhưng vô ích, tao lấy xong kho báu, tao sẽ chôn luôn mày ở đây. Mày với em Nhung có thể đời đời kiếp kiếp bên nhau, không ai quấy rầy. Tôi đấm mạnh vào kính. Dừng lại đi, mày đi quá xa rồi. Mày thiếu nợ về xin ba má mày. Ba má mày chắc sẽ cho mày chứ gì cho tao. <laughs> mày mơ đi. Họ biết tao như vậy họ sẽ giết tao. Mày có biết không? Tôi lắc đầu vô ích. Tư tưởng phạm tội ăn mất não nó rồi. Tâm trí nó chỉ có kho báu, tiền trả món nợ, tiền xả láng không cần xin gia đình. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Bình ôm Ngọc, hôn say đắm. Rồi bất ngờ túm tóc khống chế Ngọc, đưa ra kể cổ, không để Ngọc chăn chối. Vết cắt sâu được cắt dài trên cổ Ngọc, máu bắn ra thành tia ướt áo rồi ướt cả người. Bình khoái chí lấy chén, hứng giọt nước mắt tiếc nuối oán hận động trên khóe mắt của Ngọc. Lấy máu của Ngọc hòa với nước mắt, rưới lên cánh cửa đá. Nhanh thôi, nhanh thôi, con đàn bà, đê hèn, nham độc. Tiễn mày đi trước coi như ân huệ cho mày. Cảm ơn mày giúp tao trừ khử mấy đứa kia. Ngọc chết, không nói được một lời. Đang say đắm với nụ hôn thì bị giết, chết không nhắm mắt cánh cửa bất chợt rung lắc dữ dội, một vài lụa đỏ mơ hồ được phóng ra, siết chặt cổ thằng Bình. Bình vùng vẫy rồi ngất đi. lớp kính trước mặt tôi cũng vỡ vụn. tôi lao đến cởi chói cho Nhung, cả hai ôm nhau khóc thút thít. ổn rồi, ổn rồi, mình bảo vệ cậu. Nhung siết chặt tôi trong hoảng sợ, nhưng tim tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. tại sao như vậy? Nhung hỏi tôi, nhưng tôi cũng đâu hiểu tôi lắc đầu nhìn về hướng cửa đá dũng lúc này mới xuất hiện nhung đứng hình cậu ta còn sống khi về mình sẽ giải thích ngọc không còn trong trắng nên bị phản tác dụng tôi há hốc mồm với lời dũng nói ra sao cậu biết tôi và ngọc đã đi qua giới hạn một năm nay rồi tôi không muốn xuất hiện làm tụi nó hoảng sợ mà thay đổi chú ý hại nhung trước tiên dã tâm ngọc quá lớn đây có lẽ là cái kết cho người độc ác nói rồi dũng lắc đầu buồn bã trong tim cậu ấy thương yêu ngọc thật sự sau đêm đó chúng tôi báo công an làm sáng tỏ mọi việc cái xác dưới giếng là của người quét dọn nhà vô tình bị rơi xuống giếng không có ngoại lực tác động kết luận sơ xuất mà chết thúy chết do bệnh tim tái phát còn ba người kim an nhàn thì như ngọc nói hoạt động quá liều nên chết tất cả không liên quan đến ai bình khi ra khỏi đó tỉnh lại thì hoàn toàn ngơ ngác không nhớ gì cứ làm nhảm rồi cười một mình, miệng luôn kêu tên Ngọc. Sau đó cái chết của Ngọc được xác định liên quan đến Bình. Công an sẽ điều tra thêm. Trước tiên dẫn Bình về đồn cảnh sát. Tôi và Nhung nắm tay nhau lên xe đòi khỏi chốn kinh dị này. Dũng đâu? Không thấy cậu ấy. Nhung lắc đầu. Tôi và Nhung chạy khắp nhà tìm nhưng không thấy Dũng đâu. Bên ngoài một anh cảnh sát chạy về báo cáo. Có một xác người chết nước dưới hồ gần đây đang trong tình trạng thối rữa nhờ tôi nhận dạng sẽ phải người chung nhóm không tôi và nhung cùng nhau hoảng sợ bước ra cửa lớn chậm rãi chỉ mong việc này không đúng sự thật ra đến nơi đối diện cái xác nhung ỏa khóc là sũng quần bò áo thun đen có hình chim đại bàng tay có sâu chuỗi hạt tôi khẽ gật đầu rồi báo cáo người đó là bạn mình tất cả khép lại tôi không biết ai đã giúp tôi không biết rõ dũng tại sao lại quay về được nhưng thầm cảm ơn họ giúp tôi có cơ hội sống tiếp, bảo vệ và trân trọng người mình thương yêu. Chuyến xe rời đi, kho bọc, căn nhà mãi mãi là bí ẩn. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe xong hết câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón nghe cùng Duy Thuận đến giây phút này nhé. Một câu chuyện thực sự cũng rất là hay đúng không nhỉ? Thuận cứ tưởng nó sẽ là một cái câu chuyện ma, quỷ À, khi đến cái căn nhà của bình này thì mọi người sẽ gặp những cái yếu tố quỷ dị rồi sẽ à, bị cái gì đấy liên quan tới đời trước của bình à, ám rồi này cái các kiểu kiểu như thế thế nhưng nào ngờ cuối cùng nó lại là một cái âm mưu của chính thằng bình này chỉ có một cái chi tiết vô lý ở đây thuận thấy là à, sống với nhau 3 năm mà chẳng lẽ không phát hiện được bình là một cái thằng ăn chơi chắc táng rồi nợ nần như vậy được hay sao có thể sống chung nhà nhưng cuộc sống mỗi người sẽ có riêng một cuộc sống nhưng mà những cái biểu hiện của họ nhiều khi đi chơi khuya hay gì thì lẽ ra à, phải phát hiện được chứ thì một cái chi tiết đấy thuận cảm thấy nó chưa thực sự được thuyết phục rồi kể à, câu chuyện này nó dài thêm một xíu nữa thì thuận nghĩ nó sẽ hấp dẫn hơn cái cái đoạn kết cái đoạn chết của 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 anh chàng bình này kể tác giả nhấn mạnh hơn nữa thì 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 cảm thấy là nó đã lư hơn khi đọc cái câu chuyện này. Nhưng thôi dù sao cũng là một cái câu chuyện mà cũng khá là hấp dẫn rồi đánh lừa cái thị giác, đánh lừa cái suy nghĩ của chúng ta đúng không? Chắc hẳn là nhiều người sẽ cùng có cái suy nghĩ giống thuận đấy là khi đến căn nhà này rồi sẽ bị ma quỷ nó trêu ghẹo hay cái gì đó. Thế nhưng nào ngờ cuối cùng nó lại là một cái âm mưu rất tàn ác của chính người bạn của mình là chính là chủ nhân của cái căn nhà đó. Và thực sự cái câu chuyện này chắc là tác giả cũng muốn giáo dục đến giới trẻ thôi đến là bởi vì thời đại ngày hôm nay rất là nhiều những cái người mà ở độ tuổi trẻ đặc biệt nhiều rất nhiều những bạn ở cấp 3 nghe tí tuổi thôi mười mấy tuổi đầu nhưng đã bắt đầu ăn chơi chắc tán rồi chơi game này rồi thậm chí đi ba đi vũ trường rồi kiểu như chơi một cách xa đà quá rồi dẫn tới nợ nần này, này kia nhiều lắm bản thân thuận cũng kiểu như cũng đã từng nghe rồi từng chứng kiến nhiều cái câu chuyện đấy rồi nên cảm thấy là có thể lên là một cái câu chuyện mà tác giả muốn giáo dục giới trẻ là không nên ăn chơi chắc tán rồi cuối cùng nợ nần tiền bạc rồi này kia để rồi dẫn đến những cái hậu quả kinh khủng trong cuộc đời của mình và đánh mất đi tương lai của chính mình. Hy vọng là các bạn nào mà đang ở cái độ tuổi đó nghe được cái câu chuyện này thì cũng tự rút ra cho mình những cái bài học nhá. Chơi cái gì thì cũng ở cái mức độ vừa phải thôi. À, phải luôn luôn biết kiểm soát bản thân, kiểm soát cái cái những cái cuộc chơi của mình. Đấy là cái suy nghĩ của Thuận và không biết mọi người suy nghĩ ra sao thì hãy cùng comment cho Thuận biết nhé. Rồi, tối ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau 9 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm và ở một câu chuyện khác. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.